Hôm nay đúng dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Indonesia, một lễ thượng cờ hết sức đặc biệt đã được tổ chức. Đó là lễ thượng cờ ở dưới nước. Các thợ lặn cho biết là một trong những khó khăn để thực hiện lễ thượng cờ này đấy là ở sự tập trung. Ở dưới nước rất khó để nghe rõ các hiệu lệnh, họ phải tập trung cao độ để lễ thượng cờ diễn ra được thuận lợi. Nhiều du khách bày tỏ là họ cảm thấy ngạc nhiên và cũng là may mắn vì được theo dõi một lễ thượng cờ đặc biệt như thế này.